Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bỏ Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân hẹn hò Thiệu Hoa tắt đầu lứa 90, liệu có đẹp đôi? Có thông tin cho biết Lâm Canh Tân chia tay Triệu Lệ Dĩnh để yêu Thiệu Hoa lứa 90. Sau thành công của Sợ Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần nữa tái hợp ở Dịu Phượng Hành. Cặp đôi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng, thậm chí còn được đẩy thuyền ngoài đời. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau hai lần hợp tác đóng phim chung. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Lâm Canh Tân sẽ là người thay thế của Ngô Diệp Phàm. Cụ thể, dự án của Trang Thanh Trâm Hành sẽ được quay lại. Nhiều phân cảnh vào tháng 8 tới đây, nữ chính Dương Tử sẽ phối hợp cùng Lâm Canh Tân quay lại toàn bộ những cảnh của Ngô Diệp Phàm trước đó. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của công chúng. Kể từ khi khai máy, Thanh Trâm Hành luôn là dự án phim được khán giả cực kỳ mong đợi vì nguyên tác hay và sự tham gia diễn xuất của hai lưu lượng top đầu showbiz. Tuy nhiên, sau khi Ngô Diệp Phàm với nhiều bê bối, dự án của Trang này cũng phải chịu kiếp nằm kho mà chưa được lên sóng. Nhiều nguồn tin cho biết phía nhà sản xuất Thanh Trâm Hành đã tìm kiếm nam chính mới để quay lại những cảnh có Ngô Diệp Phàm. Tuy nhiên, thông tin Lâm Canh Tân tham gia quay lại Thanh Trâm Hành cùng Dương Tử vẫn chưa được xác nhận. Nhiều người mong đợi nam diễn viên nhận lời để dự án của Trang này có thể sớm lên sóng trong thời gian tới. Với diễn xuất tốt của mình, chắc chắn Lâm Canh Tân có thể phối hợp diễn xuất tốt cùng Dương Tử. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người khuyên nam diễn viên không nên chạm tay vào hòn than nóng này. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác từ phía nhà sản xuất Thanh Trâm Hành về việc Lâm Canh Tân và Dương Tử sẽ quay lại một số cảnh vào tháng 8 tới đây. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.